Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư cũng như khách hàng mua đi ở đang quan tâm đến dự án Swan Bay. Chào mừng tất cả các anh chị đã đến tham quan dự án cũng như đang theo dõi clip này. Một lần nữa, dự án Swan Bay của chúng ta là một trong những điểm đến rất là thu hút các nhà đầu tư cũng như là các nhà khách hàng mua đi ở thời điểm gần đây. Hiện nay vào tháng 10 năm 2024 thì theo thống kê hơn 30 căn đã bán trong giai đoạn 1 đến 2 tháng vừa qua. Từ đầu năm tới giờ với mức độ tăng giá ở tầm khoảng chừng 35%. Và dự án này có điều gì đặc biệt và trong thời gian sắp tới còn tăng giá nữa hay không? Xin mời tất cả các anh chị hãy cùng tìm hiểu một cách chi tiết nhé. Thưa các anh chị, và hiện nay dự án Swan Bay của chúng ta có mức độ tăng giá như vậy thì liệu rằng trong thời gian sắp tới còn tăng giá được nữa hay không? Và nếu tăng thì sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm? Và vào thời điểm nào sẽ là thời điểm tăng giá? Và thời điểm này các anh chị chúng ta có nên mua vào để đầu tư hay là mua để ở hay không? Thưa các anh chị, thực ra là theo cái nhu cầu cũng như là tiêu chí đầu tư của các anh chị thì mỗi anh chị chúng ta sẽ có mỗi cái tiêu chí cũng như là cái nhu cầu đầu tư khác nhau. Vì bản thân Tấn cũng đã người đã làm ở khu vực này khá là lâu. Thì thời điểm này chính là cái thời điểm mà tốt để cho các anh chị chúng ta mua vào. Tuy nhiên giá thì tùy theo cái thời điểm mà chúng ta sẽ có mức giá khác nhau. Tùy theo chủ nhà, tùy theo thị trường, tùy theo số lượng căn bán ra vào thời điểm mà các anh chị chúng ta cần nhất quyết định chọn mua. Và ở tại dự án Swan Bay của chúng ta có đầy đủ những loại hình bất động sản Tấn liệt kê cho các anh chị chúng ta có thể cân nhắc. Biết đâu giờ anh chị chúng ta đang cân nhắc một trong những cái sản phẩm mà Tấn nêu ra ở trong clip này. Thứ nhất là những căn hộ 1, 2 và 3 phòng ngủ thì chúng ta sẽ có mức giá từ 1 tỷ 8 cho đến 4 tỷ rưỡi một căn. Còn ngoài ra thì các anh chị chúng ta sẽ mua những căn nhà phố có diện tích ngang 7 dài 17, 119 mét vuông thì chúng ta sẽ có giá bán đâu đó rơi tầm khoảng chừng 7 tỷ 8 cho đến 8 tỷ rưỡi một căn. Đặc biệt là chúng ta sẽ có những căn biệt thự song lập là những sản phẩm có mức độ tăng giá tốt nhất thời gian vừa qua. Từ 7 tỷ 8 lên đến 10 tỷ rưỡi và một căn 10 tỷ rưỡi bây giờ cũng không bán luôn. Bây giờ còn lại là căn 10 tỷ 750. Và tiếp theo là những căn 11 tỷ trở lên. Và Tấn đang sở hữu một căn vị trí góc có diện tích là 187m² và giá chỉ duy nhất là 14 tỷ. Và một căn đơn lập có diện tích 320m² giá 19 tỷ. Một căn dinh thự view song đối diện là công viên 540m² giá bán là 38 tỷ. Các anh chị chúng ta hãy đang tìm hiểu, đang cân nhắc, đang lựa chọn những sản phẩm tốt để ở cũng như mua để đầu tư vào thời điểm này ở tại Swan Bay thì chúng ta có thể tham quan cũng như là tìm hiểu chi tiết hơn về cái dự án này. Tấn sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các anh chị chúng ta tìm hiểu cũng như là chọn mua. Và dự án này ở thời điểm bây giờ thì giá cũng đã tăng. Chính như vậy, các anh chị chúng ta khi mà quyết định thì chúng ta cần phải cân nhắc rất là kỹ là cái dòng tiền của các anh chị mua và cái thời điểm này mua thì chúng ta khoảng bao lâu nữa các anh chị chúng ta sẽ ra hàng. Tức là chúng ta sẽ ước lượng được cái thời gian mà các anh chị chúng ta ra hàng và cái khoản lợi nhuận mà các anh chị chúng ta mong muốn thì khoảng bao nhiêu. Ví dụ như là một căn song lập bây giờ hiện nay giá thấp nhất là 10 tỷ 750 thì theo cái nhận định của Tấn thì chúng ta sẽ có hai nhịp để mà tăng giá trong thời gian sắp tới. Hoặc là những căn biệt thự, đơn lập, dinh thự, hoặc là những căn nhà phố chẳng hạn. Và ở tại khu vực này, thậm chí là nói chung, giá bán sẽ có hai cái đợt tăng giá trong thời gian sắp tới. Một là vào giai đoạn cuối năm, tức là giáp Tết, cuối năm của năm 2024 này. Và vào giữa năm 2025 là thời điểm mà hoàn thành cầu Nhân Trạch. Thì chúng ta sẽ có hai cái thời điểm để mà tăng giá. Tuy nhiên với mức tăng giá đâu đó rồi tầm khoảng chừng 15-20% từ đây cho đến giữa năm sau thì theo Tấn nhận định là như vậy. Còn cái thời điểm mà tăng giá tốt nhất là các anh chị chúng ta giữ đó đến giữa cuối năm 2025 là thời điểm khá là ổn nha các anh chị. Chúng ta có thể thêm kỳ vọng đâu đó rồi tầm khoảng 10% nữa thì đâu đó rồi tầm khoảng chừng 30% từ đây đến cuối năm sau.
Tại vì từ đây đến cuối năm sau thì sẽ có rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là cầu Nhân Trạch của chúng ta hoàn thành dự kiến là ngày 30 tháng 4 năm 2025. Thứ hai là đường Vành Đai 3 nối từ đường Tôn Đức Thắng đến với lại nút giao cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với chiều dài 8,9 km hiện nay đang trong quá trình hoàn thiện và đi vào hoạt động vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Yếu tố thứ ba là đường Tôn Đức Thắng đang mở rộng 80m hiện nay đang trong quá trình mở rộng rồi, và cùng với là tiến độ của tuyến đường Vành Đai 3 dự kiến giữa năm sau cũng là hoàn thành cái tuyến đường này, kết nối từ cái đường Vành Đai 3 với đường Nguyễn Hữu Cảnh nối với lại đường quốc lộ 51 và nhiều cái cung đường khác nữa, hay là con đường Trần Phú. Chính vì như vậy cái trục đường Tôn Đức Thắng hay gọi là đường 25B sẽ rất là quan trọng để phát triển cũng như là tăng giá trong thời gian sắp tới. Yếu tố thứ tư là nội tại ở tại dự án Sun Bay của chúng ta hiện nay số lượng sản phẩm bán ra rất là khan hiếm. Chính vì như vậy từ đây cho đến thời điểm cuối năm cho đến giữa năm sau thì sản phẩm cứ căn nào giá thấp nhất sẽ bán ra cứ mỗi lần như vậy thì giá nó sẽ tăng lên theo nhu cầu bán ra của nhà đầu tư cũng như là khách hàng mua để ở. Thì chúng ta cung nhiều hơn, cung ít hơn cầu, gọi là cung quá ít luôn. Những cái sản phẩm nhà phố biệt thự cái thời điểm bây giờ hiện nay pháp lý để mà hình thành một cái dự án bán ra thị trường đã thời gian vừa qua đã khó, thì trong thời gian sắp tới lại càng khó hơn nữa. Mặc dù Nhân Trạch của chúng ta dọc theo tuyến đường Vành Đai 3 sắp tới sẽ mở bán, có rất là nhiều quỹ đất sẽ hình thành nhà ở cao tầng cũng như là những dự án mọc lên. Tuy nhiên vì mức giá theo như Tấn có nghe được một số cái dự án trong thời gian sắp tới mở bán dự kiến là tháng 11 năm 2024 này cũng sẽ có một cái dự án triển khai với mức giá từ 80 triệu cho đến 125 triệu một mét vuông. Và khi mà có đường Vành Đai 3 thì giá còn sẽ cao hơn nữa. Chính vì như vậy, đây chính là cái thời điểm tốt để các anh chị chúng ta mua vào. Mặc dù có tăng nhưng mà vẫn còn tốt khi mà cầu Nhân Trạch chưa có hợp long và chưa có đi vào hoạt động. Và những anh chị chúng ta đã theo dõi thị trường bất động sản trong thời gian khoảng chừng 5 năm, 7 năm trở lại đây thì những dự án khi mà kết nối giao thông hoàn thiện, cơ sở hạ tầng hình thành cũng như là đường xá mở rộng thì cái giá cũng đã tăng lên một cái mức giá mới, và một trong những yếu tố giúp cho giá trị tăng giá của chúng ta trong thời gian sắp tới đó chính là dự kiến năm sau chủ tư bên Swan City, dự án Swan Bay của chúng ta sẽ bàn giao sổ ở vài phân khu zone 8 và zone 4. Hiện nay phân khu zone 5 đã bàn giao sổ hết rồi. Zone 8, zone 4 và phân khu zone 6 dự kiến sẽ bàn giao sổ vào năm 2025. Chính vì như vậy, khi mà có sổ thì giá lại tiếp tục tăng. Đó, các anh chị chúng ta cũng cân nhắc và chúng ta lựa chọn. Và những cái dự án sắp tới trong thời gian triển khai, đây là một trong những cái bước tiến rất là lớn trong cái việc đô thị hóa ở tại Nhân Trạch, và kế hoạch đến năm 2030 thì Nhân Trạch của chúng ta sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố loại 1 các anh chị. Chúng mới như vậy, các anh chị chúng ta vào thời điểm bây giờ mà các anh chị chúng ta đang cân nhắc lựa chọn, khi mà mỗi ngày trôi qua thì Tân sẽ cập nhật giá thị trường ở tại Swan Bay, Swan Bán cho tất cả các anh chị. Tuy nhiên giá lại thay đổi theo từng ngày và tùy theo nhu cầu bán ra của chủ nhà. Chính vì vậy khi mà các anh chị chúng ta đang chọn cái căn nào đó cảm thấy phù hợp với các anh chị, pháp lý đầy đủ rõ ràng, vị trí phù hợp, giá cũng tương đối là phù hợp, rồi nhiều cái yếu tố khác nhau nữa, dòng tiền của các anh chị chúng ta cũng cân nhắc, hoặc là các anh chị vay ngân hàng cũng đã sắp xếp về hồ sơ xong rồi thì các anh chị cứ mua. Nếu như mà các anh chị chúng ta có cần thêm rổ hàng để các anh chị tham khảo thì cứ liên hệ thêm 1-2-3 sale nữa cũng là chuyện rất là bình thường. Bản thân Tấn cũng như là các anh em đang lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản ở tại khu vực Nhân Trạch cũng như thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn khách hàng của mình chọn được những căn ở vị trí đẹp, giá tốt, hoặc là những cái dự án pháp lý đầy đủ rõ ràng và có khả năng tăng giá tốt trong thời gian sắp tới. Chứ như vậy, như anh chị là nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở thì cứ an tâm làm việc với những bạn sale hay là những bạn môi giới hay là những bạn đã làm việc ở thị trường đó lâu và có khả năng phân tích, tư vấn đầy đủ rõ ràng, chi tiết và chính xác cho các anh chị.
có thể chia sẻ trong quá khứ 5, 7 năm trở lại trước hay là thời điểm bây giờ, những dự án nào, thị trường nào đang dục dịch tốt nhất và giá cả tăng ra sao trong thời gian trung bình khoảng chừng 3 đến 6 tháng trở lại đây. Cùng với đó, thị trường nào là thị trường trọng điểm trong thời gian sắp tới và định hướng của nhà nước trong vòng 2, 3, 4 năm tới và những yếu tố cơ sở hạ tầng nào sẽ hoàn thành trong thời gian kế hoạch, trong thời gian vài tháng hoặc là vài năm nữa như thế nào. Thì những bạn SEO như vậy sẽ hỗ trợ cho các anh chị chúng ta tốt nhất trong cái vấn đề thông tin. Và cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là yếu tố thanh khoản. Khi mà các anh chị chúng ta mua một cái sản phẩm thì yếu tố thanh khoản rất là quan trọng. Đây là một trong những yếu tố được xem là chìa khóa để giúp cho nhà đầu tư của chúng ta giải quyết được những cái bài toán liên quan đến tài chính. Khi mà cái thời điểm tốt thì em nói gì, thời điểm khó khăn thì yếu tố thanh khoản mới là yếu tố quan trọng trong cái một cái tài sản. Và cũng không để các anh chị chúng ta chờ đợi lâu nữa, Tăng lại tiếp tục quay lại cái đoạn flycam tiến độ xây dựng cũng như là những hình ảnh thực tế mới nhất ở tại dự án Sông Bánh Bay để cập nhật cũng như là chia sẻ đến cho quý anh chị nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở nhé. Và hiện nay chúng ta đang xem đó chính là phân khu zone 8. Phân khu zone 8 có tên gọi là Marina Village. Ở tại phân khu zone 8 của chúng ta đã triển khai mở bán vào năm 2017 và đã bàn giao nhà vào năm 2020. Với mức độ lấp đầy khoảng chừng 18-20%, thì dự án phân khu zone 8 này hiện nay gồm có 396 căn. Và chúng ta sẽ có 4 loại sản phẩm. Thứ nhất là những căn nhà phố có diện tích ngang 7-17, tổng diện tích là 119m², xây dựng là 1 trệt 2 lầu và có giá bán đâu đó được tầm khoảng chừng 7.8-8.5 tỷ một căn. Còn loại hình sản phẩm thứ hai ở tại phân khu zone 8 là những căn biệt thự song lập có diện tích ngang 10-20, 200m², xây dựng cũng là 1 trệt 2 lầu. Xin chia sẻ thêm cho các anh chị là phân khu zone 8 của chúng ta theo phong cách châu Á và màu sắc thì chúng ta sẽ có 2 tông màu chủ đạo, một là màu trắng hay là màu xám nha các anh chị. Chúng ta có khoảng sân thượng rất là đẹp ở tại phân khu zone 8 này, những căn xây dựng rất là tinh tế và rất là chất lượng. Ở thời điểm đó là Hòa Bình xây dựng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những căn biệt thự đơn lập và những căn dinh thự ở tại phân khu zone 8 này nữa. Để có thêm thông tin thì các anh chị cứ liên hệ đến số hotline của Tấn. Tấn sẽ hỗ trợ cho các anh chị chúng ta đầy đủ thông tin. Và flycam của chúng ta đang bay đến với lại sân golf 64 hectare. Sân golf này là sân golf 18 lỗ, sân golf đầu tiên ở tại khu Nhân Trạch nha các anh chị. Sân golf này là được xây dựng bởi tập đoàn Taekwon và hiện nay đã hoạt động từ năm 2012 cho đến nay và trong thời gian sắp tới sẽ mở rộng thêm một vài lỗ nữa. Và cái khoảng đất mà các anh chị chúng ta đang xem đang san lấp mặt bằng phía bên phải đó thì được quy hoạch là nhà phố biệt thự của tập đoàn đến từ Hàn Quốc và Tấn cũng chưa tiện nói ra. Nếu trường hợp các anh chị chúng ta muốn tìm hiểu xem được cái quỹ đất này là của chủ đầu tư nào thì cứ liên hệ đến số hotline của Tấn nhé. Tấn sẽ cung cấp cho các anh chị chúng ta những cái thông tin nội bộ đầy đủ và chi tiết nhất đến cái thời điểm mà Tấn cập nhật thông tin. Và ngôi là chiếc cầu nối từ đảo Đại Phước đến cái khu đất liền đó chính là cầu Đại Phước đã hoàn thành từ năm 2009. Và cầu này có chiều dài trung bình khoảng chừng 250m. Và hiện nay đây chính là cái cầu duy nhất nối từ đảo về với đất liền. Và chúng ta sẽ có đường vành đai 3 như các anh chị chúng ta đang thấy xa xa dọc theo sông Đồng Nai thì chúng ta sẽ có cầu Nhân Trạch. Cầu này thì khi mà hoàn thành á thì chúng ta sẽ kết nối từ Sân Bay về với thành phố Hồ Chí Minh chỉ duy nhất là 22 phút di chuyển thôi. Và cầu Đại Phước đến với lại đường Vành Đai 3 và cầu Nhân Trạch là về với thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo đó chính là phân khu zone 6 và phân khu zone 5 và một phân khu nữa đó chính là phân khu zone 4. Thì trong đoạn flycam này Tấn sẽ bay rất là chậm thôi để cập nhật đến cho tất cả các anh chị. Chúng ta có hai trường học quốc tế nằm ở trong dự án Sân Bay, trường quốc tế Singapore. Hiện nay một ngôi trường đã hình thành rồi, còn một ngôi trường nữa thì đang sàn lấp. Như các anh chị chúng ta đang xem thì
quỹ đất của trường học đang san lấp rồi và sắp tới sẽ xây dựng thêm 2 ngôi trường ở đây nữa. Đây là những cái ngôi trường đầu tiên ở tại Nhân Trạch, ngôi trường quốc tế đầu tiên nha các anh chị. Và trong clip tiếp theo thì Tấn sẽ chia sẻ những đoạn flycam ở tại phân khu Zone 5 và Zone 4 để cập nhật đến cho tất cả các anh chị. Và đừng quên like và subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ Tấn cũng như tiếp tục theo dõi những video mới nhất nhé.